chào các bạn. Mời các bạn cùng với bạn của mình đi vào thăm quan thủy cung ở Toronto, Canada. Thủy cung Willis, Canada trưng bày các loại sinh vật biển hấp dẫn. Các sinh vật Canada có đời sống hấp dẫn và rất là nhiều loại được tập trung về đây. Tôm hùm rất là lớn, các loại lớn, các loại có đuôi. Con hùng nó đỗ luôn ở đây này chơi. Cái gì à? Đây này có tên cá đàng hoàng này. Cá gì? Biển mình gọi là cá gì? Không phải cá sông. Nó cái vật nó nhiều loại ở đây, nó có nhiều loại. Nhưng mà nhà mình đâu có loại cá này. Như này giống như kiểu cá giả. Biển nhà mình đâu có cá này đâu. Đấy, nó thấy mình đứng đây xem, nó đến nó trông cho mình xem ấy. Đây sứa này. Sopa, rocky.
nó mới được khoảng 10 năm. Mới xây dựng khoảng 10 năm. Mùa này nó quang này chứ mùa hè nó đông, nó mở cái điều ào ào đi. Muộn lắm thôi được. Ở đây nó tính hết rồi. Chị Nhung tính giờ hết rồi, yên tâm. Alaska mỗi con. Em xem mấy giờ rồi? 2 giờ rồi kìa. Hoặc 1 giờ. 1 giờ mà nó đổi giờ. 2 giờ mình ra khỏi đây rồi. Xong mình đi ăn. Mình đi ăn xong bắt đầu mình về. Tối không tối chị ạ. À đây à? Ở đây em đang quay. Ờ, ờ quay chị thôi. Về, chị lấy hình sao? Quay cái mặt thì nó tối sợ. Chị thấy chụp mấy lần như thế tối. Nào cũng đòi zoom mỏ nữa. Này nó làm một cái bên tháp bên kia cái bên này, ai đi đến đây cũng chơi cả hai bên, ai đi đây chơi cả hai bên là vì nó gần nhau mà. Chị xinh yêu ơi, ôm em gái ở đây. Chị xinh yêu thứ hai thế này, chị xinh ơi. Không ai chịu xấu hết đấy. Này con rùa này, con rùa này. À, này 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 em rùa này. Daddy? Is this your pink?
Nghe có tính ăn được hay không ăn được thế. Đây này đi sang bên này nữa xong rồi đi.
hồi xưa ở nhà ăn cá đuối là chị, cá đuối chị sợ. Đây này, chị nói cá đuối đây này. Đấy, nó đang lườm, đang nhìn đấy, quá không? Đấy. Đấy. Đây, sang đây cá đuối đây này. Chị nói cái nó ra cả đống rồi này. Rồi cái này nó cắt hết rồi, nó cắt hết bấm hết rồi, nuôi đây nó cắt hết rồi, cái nguồn cái đầu nhọn nữa rồi, đây đây em đây con kia cái đuôi nó to lắm chị ơi, nó cắt rồi, nó cắt hết cái đầu cắt hết rồi chị, cắt rồi, cắt rồi. Cái con cá đuối ngày xưa nó đâm chết cái ông dạy cá Úc, coi như chuyên môn xuống dưới biển đấy, cái gai nó có độc chịu, dùng cá to quá. Kính này, kính của nó phóng đại chứ. Đi ra đi ra xem sứa nữa. Sứa ở đây nó đổi màu. Sứa ở đây đổi màu mà. Sứa ở đây nó đổi màu mà. Sứa ở đây nó đổi màu xanh màu đỏ. Sứa ở đây nó đổi màu tí nữa ra. Sứa ở đây đổi màu mà. Tí nữa nó ra, nó hết màu lọ, nó ra màu kia. Nó đổi hết màu này đến màu khác. Tí nữa nó ra màu đỏ, tí nữa nó ra màu khác mà. Đấy. Đấy. Biết nó làm thế màu. Rồi đi. Các bạn ơi, ủng hộ cho mình xin một sub. Ấn cái chuông nhé. Và like. Ấn ngón tay trỏ lên nhé. Chia sẻ video ủng hộ cho mình với. Cảm ơn các bạn thật nhiều.